Tôi rất tiếc nếu vấn đề đó không được giải quyết. Tôi buộc phải cho cô nghỉ việc. Tại sao chứ? Tôi không làm gì sai cả. Cô Amy, Dylan đi đâu mất rồi à? Cái gì? Thằng bé có thể đi đâu được chứ? Này Amy, tôi chưa xong việc với cô mà. Tôi không do dự mà bỏ mặc hiệu trưởng chạy đi tìm con. Tôi không thể mất đi người thân duy nhất của mình được. Xin chào, tôi là Amy, là một người mẹ đơn thân. Hãy like và theo dõi kênh LDA để tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi nhé. Quay về thời điểm khi tôi lên 15. Chiều hôm đó, tôi hơi đau bụng nên xin phép về sớm. Về đến nhà, tôi sốc đến mức làm rơi cặp trên tay khi chứng kiến mẹ tôi đang thân mật cùng với một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Tôi quay người bỏ đi, không dám đối diện với sự thật phũ phàng. Tối đó, khi tôi trở về nhà thì bị chặn đường bởi một tên lưu manh. Tôi nhận ra hắn chính là người đàn ông đã ngoại tình với mẹ. Gã có vẻ đang say rượu. Hắn ta đưa mắt quét qua cơ thể tôi rồi tiến đến. Tôi sợ hãi, hét lên tính bỏ chạy nhưng bị gã túm chặt tay. Anh cần gì? Em không có tiền đâu. Ai nói ta cần tiền chứ? Hắn kéo tôi vào sát người hắn. Tôi không ngừng vung vẫy kháng cự. Vừa may, mẹ đã chạy tới giằng tôi ra. Khi tôi chưa kịp vui mừng vì được cứu thoát thì bà đã không ngần ngại tát tôi với vẻ tức giận. Tôi đứng chết chân, ôm một bên má đau điếng nhìn bà. Mẹ! Mẹ cái gì mà mẹ? Sao mày dám quyến rũ bạn trai tao? Đúng vậy đấy em, nó còn định đòi tiền anh đấy. Tôi còn chưa kịp giải thích, bà ấy lại giơ tay định đánh tiếp. Nhưng có một bàn tay khác cản lại, là bố. Cô thôi đi, tôi có thể chịu đựng việc cô phản bội, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cô làm tổn thương Amy. Còn mày, cút ngay khỏi đây trước khi cảnh sát tống mày vào tù. Thì ra bố đã biết mọi chuyện từ lâu. Vì muốn bảo vệ gia đình này, vì muốn cho tôi đầy đủ tình thương của mẹ lẫn ba, nên ông đã luôn chịu đựng. Bàn tay run run của tôi đưa ra lay lay tay ông. Ông dịu dàng xoa đầu tôi, chẳng nói chẳng rằng cầm tay tôi rời khỏi. Từ ngày bố mẹ ly hôn, bố luôn bận rộn với công việc. Bố cảm thấy có lỗi vì không cho tôi mái ấm trọn vẹn. Bố sẽ cố đi làm để kiếm tiền đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Tôi cuộn mình trên ghế nhìn đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Bố mới trở về. Hôm nay trông ông khá vui. Amy, xem ta có gì cho con này. Wow, là đùi gà. Tao phải chờ rất lâu mới mua được đó. Con ăn đi cho nóng. Ba ăn chưa? Đương nhiên là rồi, đây là phần của con. Tôi vui vẻ nhận lấy mà ăn ngon lành. Khi quay lại nhìn, đã thấy bố tay chống cằm ngủ quên trên sofa. Bố, ở đây rất lạnh, bố con mình về phòng ngủ thôi. Bố, con ăn xong rồi, mình về phòng ngủ nhá. Bố ơi! Gọi mãi, chẳng thấy ông đáp lời. Tôi thở dài, lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ ông làm việc quá mệt. Tôi đến bên lay lay người bố, nhưng cả người ông đổ dầm xuống đất, mắt vẫn nhắm nghiền. Bố, bố đừng làm con sợ, bố ơi! Dù có lay gọi thế nào, ông cũng chẳng mở mắt. Bố tôi mất ngay khi trên đường đến bệnh viện, bác sĩ bảo với tôi rằng vì làm việc quá sức mà bố tôi đã không qua khỏi. Đúng là ông đã ngủ, nhưng là một giấc ngủ dài, chẳng thể tỉnh lại. Sau khi bố mất, tôi được một tổ chức cứu trợ trẻ em nhận nuôi. Mọi thứ diễn ra êm mả, cho đến khi vào đại học, tôi gặp và yêu Ken. Chúng tôi chung sống với nhau, cố gắng làm việc để chuẩn bị cho một đám cưới trong mơ. Cứ nghĩ gặp được chân ái đời mình, mà không thể ngờ hắn nhân lúc tôi ngủ lén lấy trộm thẻ ngân hàng của tôi. Khi tôi phát hiện, tìm kiếm khắp nơi, thì thấy anh ta ở song bài, một tay ôm gái, một tay vung tiền cá cược. Tôi tức giận lao tới, kéo cô gái khỏi lòng anh ta. Ken, tên khốn, sao anh dám phản bội tôi? Thì sao chứ, cô chỉ là công cụ kiếm tiền và thỏa mãn tôi. Chứ cô nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô sao? Nhưng tôi đã có bầu rồi. Thì sao chứ, vậy chỉ trách bản thân cô không biết cách phòng tránh. Tên khốn, vậy anh mau trả tiền cho tôi. Nói rồi tôi lao vào túm lấy áo anh ta, nhưng bị hắn hất văng. Con đàn bà phiền phức, nếu mày còn tiếp tục gây chuyện thì đừng trách tao á. Anh... Tôi sau đó bị bảo vệ đuổi khỏi song bài do gây rối trật tự. Thẫn thờ đi trên đường mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi tự trách, số phận cứ trêu đùa tôi đến thế. Mất mẹ, không còn ba, bị người yêu phản bội. Tôi không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống đường. Nhưng đột nhiên, tôi cảm nhận được những cơn cuộn nhỏ trong bụng, là đứa con đã thành hình của tôi.
Bây giờ tôi mới nhớ ra tôi không cô đơn. Tôi còn con, tôi buộc phải mạnh mẽ. Tôi bảo lưu kết quả học tập. Hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Dylan. Không giống với các bạn khác, người đón tốt nghiệp với ba mẹ, người thì với anh em trai. Còn tôi, lễ tốt nghiệp với cậu con trai bé bỏng của mình. Đến một ngày, khi đang dạy, tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ. Cô là mẹ của bé Dylan phải không? Dạ đúng vậy, tôi là bác sĩ, gọi điện đến từ bệnh viện X. Con trai cô nuốt phải dị vật. Chúng tôi cần người nhà đến xác nhận. Nghe đến đây, tôi như người mất hồn, tay chân bùn rùn. Tôi nhanh chóng tìm người dạy hộ, rồi lao tới bệnh viện. Khi vừa tới nơi, bác sĩ thông báo đã thành công lấy dị vật ra. Bấy giờ, tảng đá trong lòng tôi mới được hạ xuống. Đánh mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng thấy bóng hình của bảo mẫu đâu. Chỉ thấy người hàng xóm ngồi chờ ở hành lang. Vì tôi nghe thấy đứa bé khóc không ngừng nên đã trèo qua cửa sổ vào. Vậy bảo mẫu không có ở đó hay sao ạ? Tôi không thấy bà ta đâu. Tôi rối rít cảm ơn người hàng xóm rồi bế con về. Khi vừa mở cửa bước vào, tôi sốc khi thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo bỉm sữa và đồ chơi của con văng tung tóe. Nó hoàn toàn khác căn nhà gọn gàng, sạch sẽ như mọi hôm tôi đi làm về. Lúc này, tiếng cười nói ở hành lang vang đến. Hôm nay chơi vui quá, nhưng nay tôi thua không ít. Mai phải chơi bù để kéo lại vốn mới được. Không kìm được cơn phẫn nộ trong người, bà ta bỏ con tôi, một đứa trẻ mới chỉ lên 2, ở nhà một mình để đi chơi cá cược. Tôi ôm con thương xót, nước mắt không ngừng rơi. Sao cô lại ở nhà tầm này? Tôi không ở đây, sao biết được bà bỏ bê thằng bé để chơi cá độ? Tôi xin lỗi. Một lời xin lỗi của bà mà xong chuyện sao? Bà có biết thằng bé nuốt phải dị vật, phải cấp cứu ở bệnh viện không hả? Tôi thuê bà, tin tưởng bà nên mới giao con trai của mình cho bà. Vậy mà bà không màng đến an nguy của đứa trẻ mà bỏ ra ngoài chơi sao? Tôi sẽ làm đơn tố cáo bà đến trung tâm bảo mẫu, đồng thời tường thuật vụ việc ngày hôm nay với cảnh sát. Tôi xin cô, tôi sẽ không như vậy nữa. Nếu hôm nay không phải nhờ cô hàng xóm cứu trợ kịp thời, bà cũng là mẹ, bà sẽ ra sao nếu con mình đứng trước ranh giới sống còn? Bây giờ bà lập tức rời khỏi nhà tôi. Ôm con trong lòng, khẽ vuốt ve gương mặt bé nhỏ, Dylan vẫn ngây ngô nhìn tôi, cười tít mắt. Mẹ. Bàn tay bé nhỏ vươn ra lau nước mắt trên mặt tôi. Mẹ đừng khóc, con cho mẹ kẹo, mẹ cười lên nhá. Thằng bé lấy ra viên kẹo nhỏ rồi đút cho tôi. Sau lần đó, tôi không đủ tin tưởng để giao Dylan cho bất cứ ai. Tôi bắt đầu đưa thằng bé đến chỗ làm. Chỉ cần con không rời khỏi tầm mắt, tôi mới thấy an tâm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Ai có thể cho cô đáp án của phép tính này không? Khi vừa quay xuống, tôi phát hiện Dylan đã ngủ quên từ bao giờ. Phía cuối lớp, một hai đứa trẻ nghịch ngợm vò giấy ném vào người thằng bé rồi cười khúc khích với nhau. Không thể chấp nhận hành động đó, tôi lên tiếng cảnh cáo. Jason, hành động của em thật xấu xí. Nhưng em không thích thằng nhỏ đó. Em có thể không thích một ai đó, nhưng không thể vì thế mà em làm tổn thương người đó. Nhìn không khí nhộn nhịp của giờ ra chơi làm Dylan hào hứng. Chợt quả bóng lăn tới chân thằng bé. Dylan ôm quả bóng lon ton chạy tới đưa cho đám trẻ. Của anh đây, ai mượn mà nhà lộ? Có lẽ cảm nhận được ác ý của lũ trẻ, Dylan cắn môi chịu đựng, mắt đã rớm lệ, chạy một mạch nhào vào lòng tôi. Mẹ ơi, các anh ấy không chơi với con. Tôi dường như biết được chuyện gì đã xảy ra, xoa đầu an ủi thằng bé. Con có thể ra chơi cùng với các chị mà. Vâng ạ. Nhìn thằng bé vui vẻ chạy đi, tôi có chút chạnh lòng. Vì tôi mà thằng bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Một lúc sau thì Dylan hớt hải chạy vào. Bàn tay bé nhỏ cứ níu lấy tay tôi kéo đi. Có chuyện gì vậy Dylan? Mẹ ơi, anh Jason ngất rồi. Mau đưa mẹ tới đó. Thì ra Jason mải chơi không để ý nên đã rơi xuống cái hố ở sân sau của trường. Tôi cúi người vươn tay thành công đưa thằng bé ra khỏi hố, nhưng vô tình đánh động một tổ ong gần đó. Đàn ong thi nhau bay ra, tôi hoảng hốt ôm hai đứa bé mà chạy thật nhanh khỏi đó. Cũng may Jason chỉ bị xước sát nhẹ, còn Dylan không may bị ong chích. Nhưng thằng bé chẳng để ý đến vết thương của mình, chỉ chu môi thổi nhẹ vết thương cho Jason. Em thổi như vậy sẽ không đau nữa. Nói rồi, thằng bé ngây ngô nhìn Jason cười tít mắt. Như vậy em cũng hết đau rồi đúng không? Vâng ạ. Khoảnh khắc nhìn hai đứa trẻ cười tươi rói, lòng tôi như chút được một gánh nặng. Có lẽ Dylan đang dần dần được bọn nhỏ tiếp nhận. Không còn mang danh là thằng nhóc phiền phức, mà là nhóc con của bọn anh.
Không còn là Dylan đang núp một bên nhìn các anh chơi bóng, mà bây giờ đã là một phần của đội bóng. Dylan, mau chuyền bóng cho anh. Dylan thích thú, cười toe toét, chạy mê man tới chỗ quả bóng. Nhưng chạy nhanh quá, thằng bé vấp ngã. Tôi hốt hoảng, đứng bật, định chạy tới, nhưng khựng lại. Đám trẻ hớt hải chạy về chỗ Dylan. David, sao cậu lại gọi Dylan? Thằng bé vừa ngã vì chạy quá nhanh đấy. Dylan, em không sao chứ? Dylan đừng khóc, chị dẫn em đi đọc truyện chịu không? Lũ trẻ cứ tíu tít vây quanh thằng bé, lo lắng cho Dylan, làm tôi ấm lòng. Khi tôi vừa quay người lại, đã thấy Dylan ngủ quên trên ghế. David ra hiệu, còn Jason cởi áo khoác ngoài, khoác lên cho Dylan. Hành động tuy nhỏ, nhưng đủ khiến tôi cảm động. Bẵng đi một thời gian, cho đến ngày, hiệu trưởng yêu cầu tôi lên phòng làm việc của ông ấy. Nên để Dylan đứng chờ ngoài hành lang, hiệu trưởng vừa nói, tôi vừa đánh mắt ra ngoài trông chừng, thấy tôi không tập trung. Ông ta hắng giọng gõ nhẹ xuống bàn. Tôi biết cô là mẹ đơn thân, nhưng việc cô mang con đến lớp, ít nhiều ảnh hưởng đến việc học của đám trẻ. Đã có một vài phụ huynh không hài lòng và nộp đơn khiếu nại lên trường. Cô nên xem xét đến việc thuê người về trông bé. Nếu cô cần, tôi có thể tìm người giúp cô. Cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng. Tôi đã từng thuê bảo mẫu trông Dylan, nhưng sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra khiến thằng bé phải nhập viện. Tôi không thể tin tưởng trao con mình cho ai được nữa. Tôi quay sang nhìn Dylan, nhưng chẳng nhìn thấy thằng bé. Đồng thời, có một học sinh hốt hoảng chạy vào báo không thấy Dylan đâu nữa. Tôi đứng bật dậy, cắt ngang lời hiệu trưởng mà chạy đi tìm con. Dylan! Dylan! Con ở đâu? Tôi tìm kiếm khắp khuôn viên trường, nhưng đều không thấy Dylan đâu. Bất lực, tôi bật khóc, ngã quỵ trên sân trường. Nghe thấy tiếng tôi gọi, một vài học sinh còn nán lại trên sân trường cũng hoảng hốt chạy tới giúp đỡ. Chúng chia nhau khắp nơi tìm kiếm Dylan. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, mình tôi đội mưa tìm kiếm thằng bé, vừa đi vừa gọi tên. Dylan! Dylan! Những khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con một lần nữa tái hiện trong đầu. Tim tôi đau đớn, nhói lên từng đợt, khiến tôi không thở nổi. Tôi phải tìm được thằng bé bằng mọi giá. Vừa chạy ra cổng trường, một đám người đã ngăn tôi lại. Cô có phải là Amy không? Vâng, tôi là Amy. Nhưng xin lỗi, giờ tôi đang bận, hẹn mọi người lúc khác. Chúng tôi đến để gặp cô về vấn đề cô mang con đi dạy. Cô phải đứng lại để giải quyết á. Nhưng tôi đang có việc rất gấp, mong mọi người hãy để tôi đi. Tôi biết cô bận, nhưng đây là trường, không phải nhà cô. Mà cô muốn làm gì thì làm. Mấy đứa nhỏ sao có thể tập trung học được chứ? Tôi muốn gặp hiệu trưởng, cô phải đi cùng với chúng tôi. Tôi xin mọi người, con tôi đang bị mất tích, tôi phải đi tìm nó. Tôi cố gắng giải thích thêm, nhưng họ không để tôi đi dễ dàng như thế. Họ cho rằng vì tôi mang con đến trường, dẫn đến kết quả học tập của con họ bị sa sút. Tôi cố vùng lên để chạy thì bị họ giữ chặt lại, khiến tôi mất đà ngã ra đất. Tất cả vây lấy tôi, yêu cầu tôi giải quyết xong việc này trước. Lúc này tôi đã ướt hết, chỉ nằm yên một chỗ mà khóc nức nở. Tôi xin mọi người để tôi đi, tôi phải cứu con tôi. Cô Amy, chúng em về rồi. Đám người hung hãn nghe thấy tiếng David thì giật ra cho thằng bé đi vào. David dắt tay Dylan vào trong đám đông, cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi chồm tới ôm chầm lấy con. Em gặp Dylan đi trên đường, có lẽ em ấy đi lạc nên em cùng em ấy trở lại trường. Dylan, sao con không chờ mẹ? Vì con mẹ bị mắng, mẹ sẽ mất việc. Tất cả là lỗi của con, nên con muốn đi thật xa để không làm khó cho mẹ nữa. Không, Dylan, con không có lỗi. Vì có con nên mẹ mới có tất cả. Hứa với mẹ không được rời khỏi tầm mắt của mẹ nữa. Vâng ạ. Cô Amy, cô đừng lo, bọn em cũng sẽ bảo vệ Dylan. Tôi giật mình ngoái lại phía sau, cả đám học sinh ướt nhẹp vì mưa, ai cũng lo lắng cho Dylan. Đám trẻ chạy ùa tới tạo thành vòng tròn vây quanh mẹ con tôi. Lũ trẻ nắm tay nhau đứng chặn đám người hung hãn kia. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yêu thương to lớn đến như vậy. Một cuộc họp phụ huynh cũng được diễn ra ngay sau đó. Tất cả biểu quyết xem tôi có được tiếp tục đứng lớp nữa hay không. Như các vị đã biết, cô Amy là mẹ đơn thân và việc cô ấy mang con đến lớp cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Như tôi tìm hiểu, cô Amy sống với bố từ bé, nhưng bố cô ấy không may qua đời vì bạo bệnh. Vậy nên con trai là người thân duy nhất của cô ấy. Thằng bé mới trải qua cuộc tiểu phẫu do nuốt phải dị vật. Tôi biết các bậc phụ huynh ngồi đây đều là cha là mẹ. Vậy liệu các vị có yên tâm khi trao con mình cho bảo mẫu một lần nữa được không? Ngày hôm qua khi Dylan đi lạc, không chỉ cô Amy sốt sắng tìm kiếm
mà cả học sinh, con của các vị ngồi đây cũng lo lắng không kém. Tôi nghĩ các vị cũng đều chứng kiến. Vậy nên tôi trao quyết định có để cô Amy thôi việc hay không cho mọi người. Tôi đứng ngoài cửa ôm con chờ đợi kết quả bỏ phiếu. Dù có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Thời gian qua, tôi vui vì biết những học sinh tôi dạy đều có tấm lòng nhân hậu. Chứng kiến cảnh bọn nhóc bảo vệ Dylan như các anh lớn, chị lớn đầy trách nhiệm với đứa em thơ, tôi mỉm cười đầy mãn nguyện, hôn lên trán Dylan rồi quay người tính rời đi thì một bàn tay níu lấy mép áo tôi. Cô Amy, cô đừng đi. Đúng vậy, cô đừng đi. Cô Amy, em đã hứa với Dylan sẽ cùng em chơi bóng, nhất định lớn lên bọn em sẽ là những cầu thủ tương lai. Không, Dylan sẽ không là cầu thủ bóng đá. Em ấy vẽ rất đẹp, rất giỏi, nhất định sẽ là họa sĩ. Chúng em sẽ chăm sóc em ấy, cô không cần phải lo lắng nữa. Những lời từ đứa trẻ làm tôi thấy vô cùng biết ơn. Cô cảm ơn, nhưng có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Cô chúc lớp mình sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong năm tới nhé. Tôi giang tay, chờ đón Dylan. Nhưng thằng bé có vẻ lưỡng lự, cứ đi được một bước, lại ngoái lại, rồi dừng lại hẳn. Mặt cúi gằm, bàn tay bé nhỏ bám chặt mép áo. Mẹ, con sẽ không được đến trường với anh chị nữa phải không? Tôi nhìn Dylan, thằng bé đứng giữa hành lang lớn, mắt đẫm lệ, ngước nhìn tôi mong chờ gì đó. Đám nhóc cũng đang chờ tôi phản hồi, nhưng tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô Amy, tôi đồng ý việc cô tiếp tục dạy đám trẻ. Một vài phụ huynh khác cũng bước ra. Đúng vậy, chúng tôi cũng ủng hộ cô tiếp tục dạy. Chỉ nghe đến đây, đám trẻ đã reo hò, nhảy cẫng lên, lao tới vây quanh Dylan mà tíu tít. Dylan thấy không? Chúng ta vẫn tiếp tục được gặp nhau rồi. Không được, không được, Dylan là của tớ. Ai bảo thế? Đám trẻ cứ quấn lấy Dylan như thể vừa mới trải qua một cuộc chia ly vậy. Tôi ngồi xuống giang tay. Lại đây nào, tất cả các con. Nhưng không chỉ Dylan, lũ nhóc cũng lao tới. Chúng cứ chen chúc mà xa vào lòng tôi. Không phải xa cô, không phải xa Dylan nữa rồi. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi. Sau bao nhiêu bất hạnh, cuối cùng tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Tôi biết không chỉ tôi, mà ngoài kia còn rất nhiều mẹ đơn thân. Nhưng tôi mong các bạn nhớ rằng, chỉ cần con khỏe mạnh, vui tươi tràn đầy sức sống, thì đó cũng là chân lý để chúng ta tồn tại, vượt qua mọi sự dị nghị, đồn đoán. Đối với tôi, Dylan chẳng khác gì bông hoa mặt trời mọc lên đầy kiêu hãnh trong khu rừng âm u, tăm tối. Chúc tất cả các bạn luôn mạnh mẽ, dù có đương đầu với khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa.